เมียไปไหนเมียไปไหนยักยักยักยักยักยินดีด้วยคุณจะได้โดนต่อยแล้วยายายายาโอ้ยเดาเขาไอ้โอ้ดิมาHello, xin chào cả nhà nha. Ok, mình là Châu đây, rất vui được gặp lại mọi người. Các bạn ơi, hôm nay mình quyết định sẽ chôn bạn chết thêm một lần nữa nha các bạn. Thì hôm nay mình sẽ chôn bạn ấy là mình sẽ nằm ngủ và gọi tên bạn gái cũ trong mơ nhé. Để xem là phản ứng của bạn ấy như thế nào nha các bạn. Thì bây giờ bạn chép đang đi công việc ở ngoài á, chắc là cũng gần về nơi khoảng 30 phút đến 1 tiếng gì đó. Thì mình sẽ nằm chờ nhé. Khi nào về đến thì mình sẽ quay cho mọi người xem. Còn máy quay thì mình đang để ở chỗ này nha các bạn. Ở đây là cái tủ đọc sách của mình á. Thì mình sẽ giấu ở trong này. Mà bạn chép bị cận nên là cái tầm này bạn chép không nhìn thấy đâu. Ok. A few moments later. Bạn ơi, bạn chép đây rồi. Bạn ấy đang tắm. Bây giờ mình phải giả vờ ngủ nhá. A few moments later. Em Linh ơi. Em Linh ơi. Ai ơi mà. Em Linh à. Linh à. I love you, Linh à. Nani? Nani? Omae wa mou shinde iru. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Em Linh, anh yêu em. Lại lại sao mày tìm hả? Cắt trâu là mơ. Mơ này. Là mơ chứ. ใคร ไม่รู้ได้กูไม่รู้ชื่อใครจะรู้ไหมเล่ากูละเมออยู่ด้านเนี่ยชื่อใครอะไรลีลินอะไรสักอย่างนึงนี่แหละไปทำอะไรมาทำไมถึงได้ละเมอได้เอ้าคิดว่าจริงเหรอเวลาเจอมึงละเมอก็เป็นอย่างนั้นแหละมึงเคยละเมอแล้วแหละแกล้งเคยละเมอแบบนี้แล้วด้วยผมแกล้งมึงกลัวไม่น่าแกล้งหรอกว่าของจริงแบบเนี้ยแกล้งของจริง A few moments later แกล้งอีกแล้วอ่ะเอ้าเมียไปไหนเมียไปไหนยักยักยักยักยักอะยินดีด้วยคุณจะได้โดนต่อยแล้วยายายายาโอ้ยเดาเดาเขาไอ้โอ๊ตมา